Xin chào các bạn, hôm nay Kim Ngân sẽ nói cho các bạn biết về cái phần thi vào cái điều luật mà năm 2020 này. Thì có những cái điều mới mà Kim Ngân muốn phổ biến cho các bạn biết. Cái việc đầu tiên mà khi mình đi thi á, nếu mà mình muốn thi đậu thì mình phải theo những cái luật của tiểu bang. Các bạn làm đẹp thì các bạn sẽ được điểm cao, nhưng mà nếu các bạn không làm đẹp mà các bạn follow những cái luật lệ của tiểu bang thì các bạn vẫn có thể thi đậu. Điều đầu tiên Kim Ngân muốn giải thích cho các bạn biết rằng á, là mình mang ba bọc rác, thì ba bọc rác này nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà người ta chấm điểm mình á, người ta sẽ coi mình bỏ đúng vào cái bọc rác hay không. Nhớ chú ý, bọc đầu tiên có tựa đề là CV Disinfectant. Thì cái bọc này á, mình sẽ dùng để xài đi và xài lại những cái đồ gì đó mà mình rửa lại thật là sạch sẽ. Chẳng hạn như những cái chai lotion, ví dụ cho bụng mun neo nha, chai lotion là những cái bàn tay giả, hoặc những cái ly, những cái cốc, những cái đồ mà mình ngâm vào, hoặc là chai acetone ha, hoặc là chai hand sanitizer, hoặc chai disinfectant. Chú ý đây là bộ môn nail, tại vì mình muốn là các bạn sẽ mỗi người trong trường của mình đi thi ai cũng thi đậu hết, thì cái điều đầu tiên phải theo cái luật của tiểu bang. Và cái điều thứ hai, cái bọc thứ hai đây là cái bọc này, nó có tựa đề là soy and linen, có nghĩa là mình dùng cho khăn nè, những cái gì mà mình giặt đi giặt lại á, thì cái bộ môn này mình xài rất là ít, nhưng mà mình cũng phải bỏ cho nó đúng cái bọc. Và cái điều thứ ba nữa, và đây là cái bọc trash. Trash này rất là quan trọng, bởi vì đây là một cái bọc mà khi mà mình bỏ vào đây là những cái đồ gì đó mà mình không có xài đi xài lại được, chẳng hạn như là bông gòn nè, những cái cây gỗ cam, hoặc là những cái cây Q-tip, những cái đồ gì đó mà dục đi xài một lần rồi bỏ, thì hãy bỏ vào đây. Nhớ chú ý ba bọc ha, to be disinfected là những cái đồ dùng mà mình khử trùng và xài lại, soy and linen là khăn, thứ ba là trash là đồ gì đó mà mình xài một lần rồi bỏ. Và cái điều quan trọng mình muốn nói phổ biến cho các bạn khi đi thi là các bạn nên, chẳng hạn như là không, các bạn nên theo luật lệ, ví dụ như là khi mà mình làm xong rồi đó, mà mình khử trùng bàn hết rồi và mình đã làm xong rồi và các bạn bước ra như thế này thì có nghĩa là các bạn đã xong. Chẳng hạn như trong lúc đó mà các bạn quên là các bạn cần làm một cái gì điều đó, điều gì nữa thì thôi thì hãy bỏ qua luôn, đừng có quay lại nữa, đừng có bước lại. Nếu mà mình quay lại mình lại ôm nhớ là ô nãy tôi chưa dọn bàn, mà nếu tôi dọn bàn nữa thì tôi sẽ bị thi rớt, bởi vì người ta sẽ bị trừ điểm mình. Còn nếu mà mình quên thì thôi, người ta cũng trừ điểm mình rồi, nhưng mà đừng có cố ý làm cho người ta biết là mình đang sai. Thêm một lần nữa là nhớ, thường thì đi thi phải mang giấy tờ đầy đủ. Các bạn nên mang một cái candidate ID, có nghĩa là cái ngày thi và cái giờ thi của các bạn, cái địa điểm thi, lúc nào cũng phải mang theo. Cái thứ hai nữa nha, là khi đi thi mà mình không mang theo cái photo ID, cái driver license, mình cần nhất là mình mang những cái đồ không phải là bản copy mà phải là bản chính. Và thứ nhất là mình phải mang theo như là thẻ xanh nè, hoặc là passport, hoặc là cái driver license. Nhớ nha, càng nhiều thứ mà chứng minh là mình là cái người thi thì càng tốt. Bởi vì nếu mà mình không mang đầy đủ ít nhất hai cái giấy tờ đi thi á, thì mình sẽ bị đưa, người ta sẽ không cho mình thi. Và cái điều cuối cùng là mình muốn nói nữa là tránh không thọt tay vào thùng rác. Lúc nào cũng vậy, nếu mà mình quyết định mình thiếu một cái gì đó thì mình giả vờ như là mình đang thi, chứ không mình giả vờ mình sẽ sử dụng cái vật đó, chứ mình không có nên lục vào thùng rác. Ví dụ như là nếu mà trong cái môn nail nha, thường các bạn học viên xảy ra những cái chuyện là các bạn quên một cái cốc và các bạn là thọt tay vào cái thùng rác và lấy cái cốc lên, hoặc là các bạn cảm thấy là ồ tôi không có cái buffer và tôi thọt tay vào cái thùng rác để tôi lấy cái buffer, mặc dù không ai thấy thiệt nhưng mà lúc nào người ta cũng thấy, bởi vì trong phòng thi có tới 2-3 người lận. Nhớ nha, và chúc các bạn may mắn, bởi vì các bạn phải luôn luôn nhớ rằng phải theo luật của tiểu bang. Không cần phải làm đẹp lắm, nếu là các bạn làm đẹp sơ sơ thì các bạn cũng đã thi đậu rồi. Còn nếu mà các bạn vừa theo luật mà làm đẹp nữa thì các bạn lúc nào cũng là cái sự chuẩn bị rất là quan trọng. Và cái điều cuối cùng là trước khi đi thi thì phải là thư giãn ha. Cái buổi tối đó không nên tập tới tập lui, sẽ tạo cho mình một cái vấn đề là sẽ xảy ra những cái
accident mà mình không muốn, chẳng hạn như mình sẽ quên đồ. Điều đó mỗi lần mà hôm nay cái video này rất là quan trọng, bởi vì Kim Ngân muốn nói đến cái tâm sự là tất cả các bạn học viên trong trường của mình khi đi thi thì phần lớn á, mình có thể nói là 90% thi đậu, nhưng mà những cái vấn đề mà accident là những cái điều mà nó xảy ra mà mình không có cố ý, nhưng mà điều đó đều lúc nào nó cũng xảy ra hết. Thì thôi, chúc các bạn thành công trong cái ngày thi hôm nay nhé. Bye bye.